chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chúng tôi. Xin giới thiệu, tôi là Miện, còn đây là chị Hasegawa. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về cái chương trình ăn dặm kiểu Nhật. Trước tiên là chúng tôi sẽ giới thiệu về bản thân của mình. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu về chị Hasegawa. Chị này là chuyên viên dinh dưỡng của Nhật. Hiện tại là chị đang làm việc ở Việt Nam. Hasegawa-san, onegaishimasu. Xin chào, tôi tên là Mai Hasegawa. Tôi là người Nhật. Minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Hasegawa Mai to iimasu. Nihon de eiyougaku o benkyou shite eiyoushi ni narimashita. Ima wa Vietnam no youchien de eiyoushi no oshigoto o shite iimasu. Konkai wa minasan ni nihon no rinyūshoku o shitte hoshikute, kono video ni kyōryoku sasete moraimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Xin được thay mặt chị Hasegawa, tôi sẽ dịch cái phần mà chị giới thiệu của chị Hasegawa. Thì chị tên là đầy đủ là Hasegawa Mai. Chị học chuyên ngành về dinh dưỡng ở Nhật và chị có rất là nhiều kinh nghiệm nấu ăn dặm cho các bé ở Nhật và có thực dưỡng cho các bé ở Nhật nữa. Thì chị về Việt Nam hiện nay thì chị ấy làm bên chuyên gia dinh dưỡng trong một trường mầm non. Công việc của chị là về làm về dinh dưỡng và thiết kế các cái khẩu phần ăn để cho các bé. Thì trong cái chương trình học lần này, chị rất hy vọng là chị sẽ mang lại được cái kiến thức, cái cách cho ăn dặm và cái cách chế biến đồ ăn dặm đúng đắn nhất từ Nhật mang về Việt Nam để giới thiệu cho các bố các mẹ ở Việt Nam, để cho các bố các mẹ và các bé ở Việt Nam có thể ăn dặm một cách vui vẻ, thoải mái, không sợ chết. Còn tôi tên là Nguyễn Thị Miện. Tôi đã có 12 năm sinh sống, làm việc và học tập ở Nhật. Và tôi cũng có một con gái. Hiện giờ là cháu 4 tuổi. Thì trong quá trình mà tôi sinh sống ở Nhật ấy, và nuôi con ở Nhật ấy, tôi thấy là người ta dạy cái cách nấu ăn dặm rất là tốt. Tất cả các mẹ hầu như là các mẹ thực hiện hết và không có cái tình trạng như là các con là ăn dặm và đi rong rồi thì biếng ăn. Đấy là tất cả những cái mà thậm chí các bé không béo, cũng không béo phì. Đấy thì tất cả những cái mà tôi thấy cái mặt tốt ở đấy. Và tôi cũng đi học rất là nhiều cái khóa học mà dạy ăn dặm trong cái quá trình mà tôi nuôi con tôi và cả các cái khóa học mà để dạy nuôi con theo của Nhật. Thì khi mà tôi ở Nhật đấy thì có rất là nhiều bạn bè hỏi là cái cách ăn dặm của Nhật, bởi vì họ gặp khó khăn khi mà cho con ăn dặm ở Việt Nam, ví dụ như cách nấu rồi thì làm sao mà mình cho con ăn dặm mà sao con vẫn không chịu ăn, không chịu hợp tác, biếng ăn, rồi rất là nhiều vấn đề khác. Thì tôi thấy một cái thực trạng như thế là do các bố mẹ chưa có một cái cách gọi là hiểu biết chính xác về ăn dặm và cách cho con ăn dặm, cách nấu nữa. Thì tôi cũng lần này về Việt Nam tôi cũng hy vọng là tôi làm được cái chương trình dạy nấu ăn kiểu Nhật như này để quý vị có thể học hỏi thêm, tham khảo được thêm cái kiến thức mà quý vị các bạn có thể áp dụng trong cái quá trình mà quý vị nấu ăn dặm cho con mình. Trong cái khóa học này ấy thì chúng tôi có muốn giới thiệu với quý vị ba phần. Thứ nhất là cái kiến thức về ăn dặm. Ví dụ như là các bé nên ăn dặm khi nào, các dấu hiệu ăn dặm, hoặc là khi các bé không ăn dặm thì là mình phải làm như thế nào. Hai là cái cách mình cho bé ăn dặm làm sao mà bé cảm thấy hứng thú, cả mẹ cả con không cảm thấy stress. Đấy, cái thứ ba là chúng tôi sẽ dạy cách mà chế biến ăn dặm, bởi vì trong ăn dặm đấy thường sẽ có, của Nhật đấy là có 4 giai đoạn, là giai đoạn 5 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, tiếp theo là 7 đến 8 và 9 đến 11, và cái giai đoạn cuối cùng ấy là giai đoạn chuẩn bị để tốt nghiệp cái khóa ăn dặm ấy, là giai đoạn từ 1 tuổi đến 1 tuổi rưỡi. Thì từng cái giai đoạn ăn dặm này ấy mình sẽ có cách chế biến khác nhau. Thì trong các video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể về từng cái cách ăn dặm theo từng giai đoạn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.